Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp các ngành các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo bác trở thành việc làm thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của từng cán bộ đảng viên lan tỏa trong cộng đồng, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, ghi nhận tại Đảng bộ xã Hồng Châu, huyện Đình Lạc. Là... Mô hình trồng dưa trong nhà lưới của hộ gia đình anh Hồ Văn Thành, thôn 9, xã Hồng Châu với hàng trăm quả dưa vàng, dưa xanh, nặng chĩu đang đến độ thu hoạch. Đây là thành quả nổi bật sau nhiều năm giải công đầu tư nghiên cứu chăm sóc của gia đình anh Thành. Để thực hiện mô hình, ngoài sự hỗ trợ về vốn của tỉnh, của huyện, anh Thành đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng trên diện tích gần 5.000 m2 làm nhà lưới trồng các loại dưa mang lại thu nhập bình quân 120 triệu đồng trên một năm phải uh, áp dụng cái công nghệ cao từ cái công nghệ nhà màng đến công nghệ tưới vào sản xuất thì mới cho ra được những cái trái những cái sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao còn nông sản xuất truyền thống thì rất khó đáp ứng được vì vậy nên là tôi đã quyết tâm là uh, áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để cho ra những sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho người người dân. Mô hình kinh tế của anh Hồ Văn Thành là thành quả nổi bật trong xây dựng các mô hình học và làm theo bác được xã Hồng Châu lựa chọn. Từ năm 2001 đến nay, mỗi năm, Đảng Bộ xã Hồng Châu đã xây dựng và nhân rộng hàng chục mô hình học và làm theo gương bác trên tất cả các lĩnh vực như tri bộ trường mầm non lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường, đạt chuẩn mức độ 2, tri bộ công an xã Hồng Châu thực hiện tốt 6 điều bác hồ dạy công an nhân dân. Bằng nhiều hình thức triển khai đa dạng phong phú và những việc làm cụ thể Điều học và làm theo tấm gương của bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, khơi dậy sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết để xã Hồng Châu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đây là tiền đề quan trọng để xã Hồng Châu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Tất cả các mô hình chúng tôi xây dựng thì cũng đã tạo được tính lan tỏa trong xã hội à, là cái thứ nhất, cái thứ hai là đối với cán bộ đảng viên thì cũng nhận thức được cái 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 vấn đề học tập làm theo tư tưởng của bác là một cái ngoài cái nhiệm vụ ra nó nó có cái tính tác dụng thực tế đối với lại cá nhân của từng mỗi mỗi một người và mỗi một tổ chức để làm sao đưa phát triển kinh tế xã hội đảm bảo tình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương ngày càng được phát triển. Qua việc xây dựng và triển khai nhân rộng thực hiện các mô hình điển hình tiêu biểu trong học và làm theo bác đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn xã qua đó giúp Hồng Châu sớm hoàn thành các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra